Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục cái chương trình là những thuật ngữ nói về tình dục tiếp theo nhé. Để không để các bạn đợi lâu nữa thì chúng ta cùng vào bài hôm nay luôn nhé. Thôi, bài hôm nay thì nó có tên là các giai đoạn của quá trình, tức là lúc mới bắt đầu như thế nào và sau đó thì chúng ta sẽ như thế nào. Thì nói chung là nó sẽ có từng giai đoạn chứ không phải đùng vô cái vô cái giai đoạn bập 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 rồi xong là cũng không phải nha. Thì giai đoạn đầu tiên đó có giai đoạn có tên là echinosasoi, tức là giai đoạn mà mời gọi đối phương nha. Thì tại vì mình vào thì đương nhiên đầu tiên thì cũng giống như mình thôi, thì đầu tiên mình vào thì mình cũng phải làm cái động tác gì sợ có cái gì gì đó đúng không nha. Rồi mình sẽ có năm cái bước nằm ở trong giai đoạn 1 này, giai đoạn mời gọi này. Bước đầu tiên thì khi mà ngại ngùng á thì người Nhật hay nói là nè xíu, nè xíu, nè xíu, tức là nè mình ấy ấy được không, là tức là khi đó thì người nam cũng lẫn như người nữ thì họ dường như rất là ngại cái chuyện mà nói là à, anh ơi bây giờ chúng ta như thế này, như ecchi hoặc là chúng ta sex, thì nói chung nó rất là ngại ngùng khi nói chuyện đó, nên họ cũng sẽ nói những cái từ để giảm để tránh đi, và để tránh hiện tượng hachikashi thì họ sẽ nói là nè xíu, là ấy ấy không à, thì nếu như mà đối phương họ đồng tình thì sẽ có cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo đó là gì à, à isoni neo, tức là mình cùng đi ngủ nhé, tức là phải lên trên giường rồi nó mới có những cái cuộc nói chuyện, những cái sờ soạn gì đó vân vân, thì nó mới ra được cái câu chuyện, chứ đụng cái gọi đi ngủ mới đắp mền ngủ thì nó cũng không không ấy ha. Rồi thì rồi sẽ đến cái giai đoạn tiếp theo, đó là cái giai đoạn mà nói chuyện như thế nào, nó tức là cái giai đoạn là amae tai, amae tai na, tức là amae tai na là khi mà người nữ nói ra cái này có chứng tỏ là cái cô ấy cổ đang có chiều hướng giống như là cổ muốn được nuông chiều, muốn được chồng hoặc là người yêu làm cái gì đó cho cổ, mà kiểu như là cổ làm nũng à, amae tai na, là em muốn được nuông chiều, em muốn được anh như thế này như thế này như thế này vân vân à. Rồi sau khi mà hai người đã đến cái giai đoạn gọi là sờ chạm gì đó vân vân, thì mới đến cái tiếp theo, đó chính là cái mà cũng làm nổi lên cái cao trào, nổi lên cái cao trào nha. Đó chính là cái giai đoạn là kissusio, kissusio à, kissusio thì là hôn em đi hoặc là hôn anh đi gì đó vân vân, thì đó chính là cái giai đoạn mà tiền của cái sự sung sướng mà khi mà chúng ta làm những hành động này, rồi sau đó chúng ta sẽ làm nào là cởi hay cái gì đó vân vân, thì đó chính là cái giai đoạn tiếp theo ha. Xin lỗi các bạn vì một vấn đề trục trặc nên mình đã dừng lại và mình tiếp tục nhé. Rồi sang cái bước số 5 thì các bạn sẽ nghe được cái người nam họ sẽ mạnh dạn hơn và họ sẽ nói là gì à, massage store kế, massage store ok được. Thì khi mà massage store agemas hoặc là agemas gì đó, thì đương nhiên cái người nam họ cảm họ khi mà họ nói cái từ này thì dường như là đến cái cao trào là anh massage cho em nhé, thì từ đó là cũng là cái giai đoạn là tiền của cái vấn đề mà bắt đầu bước vào cái giai đoạn số 2 nha. Thì đó chính là những cái mà mình chia sẻ cho các bạn để chuẩn bị vào cái giai đoạn số 2 của quá trình, đó là giai đoạn này rất là gay cấn hơn nha. Vậy thì mong các bạn thấy video này có hay thì các bạn like và subscribe hoặc là comment ở bên dưới nha. Rồi cảm ơn các bạn và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip mình nhé. Rồi xin chào các bạn.